Đây là những dòng xe mà Vespa Serfin nha anh em. Đấy, Serfin đây là cái màu đen xám, bản 2016. Anh em nhìn thử xem, xe như xe mới luôn. Đây là mới lăn bánh là 6.000 cây số. Và giá cả thì là bên đây bao hồ sơ sang tên cho anh em đầy đủ luôn là 46 triệu. Còn nếu mà anh em tự làm giấy tờ mà mang đi nộp với là chỉ có 43 triệu thôi. Bao biển các tỉnh luôn, 64 tỉnh thành luôn. Đấy, qua tiếp đây này là những mẫu Serfin mà 45 và 46 triệu, bao gồm màu đỏ luôn. Quay lại cái dòng Vespa Flamer mà đèn tròn như vậy thì cái này giá của nó là từ 28 đến 30 triệu là đã bao gồm hồ sơ gốc để sang tên rồi. Đấy, anh em cứ để ý những dòng xe này nhá. Đây, Serfin đủ màu hết, trắng, đỏ, nâu, đen, cam. Màu cam này rất là hot này anh em, rất là ít gặp. Đây là những xe đã dán keo hết rồi và chế độ bảo hành vẫn như ở ngoài đại lý. Cứ căn sổ bảo hành là bảo hành 3 năm thì những xe này còn bảo hành 2 năm nha anh em. Tất cả là bảo hành hết, hoặc là bảo hành tại đây luôn. Còn những dòng mà Flamer này, Flamer đời mới này, giá là từ 28 đến 30 và đã bao gồm hồ sơ sang tên rồi. Trả góp rất là linh hoạt, chỉ cần 8 triệu đến 10 triệu là có thể mang xe về đi. Thủ tục cần nguyên bằng lái và chứng minh rất là nhanh, trong vòng 5 phút.